ngày 9 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 10, tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. Cùng với các ứng cử viên Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Điều hành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thiếu tướng Phan Văn Dựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó ứng cử viên Phan Văn Dựng vắng mặt được xác định là F2 để phòng ngừa COVID-19. Trong sáng ngày 9 tháng 5, các ứng cử viên tiếp xúc cử tri ba xã Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông tại Ủy ban Nhân dân xã Nhuận Đức. Trao đổi với cử tri huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sẽ thúc đẩy giải quyết các kiến nghị của người dân đến nơi đến chốn, giải quyết thấu đáo trong thời gian quy định, nhất là những vấn đề về đời sống, hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường. Bên cạnh đó, theo cử tri, nhiệm kỳ này, trong các ứng cử viên có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cử tri rất vui mừng. Nhận xét huyện Củ Chi là huyện nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng huyện Củ Chi cần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển dịch vụ để người dân tăng thu nhập. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nông thôn mới không chỉ là điện, đường, trường, trạm, thông thường, mà quan trọng hơn là thu nhập của người dân. Phải cao hơn, phải tốt hơn, xứng đáng là huyện nông thôn mới của thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất cả nước. Sáng nay ngày 9 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong 12 giờ qua, cả nước có thêm 15 ca mắc COVID-19. Từ ca bệnh 3.231 đến 3.245 đều được ghi nhận trong nước. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 6 người, Đắk Lắk 1 người, Hà Nam 1 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Giang 5 người. Tính tới sáng nay, Việt Nam đã có tổng cộng 1.826 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 tới nay là 256 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 42.293 người. Về tình hình điều trị, cả nước đã có 2.602 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Sáng nay ngày 9 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông báo có 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Trong đó có 4 bệnh nhân ở Gia Lâm liên quan đến ổ dịch Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh và 1 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Kim Trung, Đông Anh. Đáng chú ý, trong số các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có 4 người ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, gồm DTB, 18 tuổi, ở thôn Giao Tự, HTBA, 18 tuổi, thôn Giao Tất A, HTIM và GVT đều 18 tuổi, thôn Linh Quy Đông. Cả 4 trường hợp này học cùng lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Kinh Bắc ở xã Hòa Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh. Liên quan tới những vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt sau vụ lây nhiễm dịch bệnh tại quán bar karaoke Sunny ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Vĩnh Phúc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và kiên quyết xử lý nghiêm hoạt động sai phạm của quán bar karaoke Sunny. Phòng Kế hoạch Tài chính thành phố Phúc Yên ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành, chủ quán bar karaoke Sunny. Đặc biệt trước một số đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh, nữ nhân viên ăn mặc phản cảm phục vụ khách ở bar karaoke Sunny, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu công an khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý sai phạm. Sáng nay ngày 9 tháng 5, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, hiện tất cả 329 mẫu xét nghiệm của các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3.141 trên địa bàn đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể có 278 mẫu của các trường hợp ở Đà Lạt và 51 mẫu của nhân viên cảng hàng không Liên Khương. Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết thêm, các lực lượng truy vết đã làm việc ráo riết trong đêm và sáng sớm nay, nên các điểm phong tỏa đã tăng lên. Số trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh dự kiến cũng tăng lên. Trước đó, tối ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin chính thức lịch trình của bệnh nhân 3.141 trong những ngày du khách này ở thành phố Đà Lạt.
Sáng ngày 9 tháng 5, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xác nhận về một trường hợp người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp là do tai biến mạch máu não, xuất huyết não, không mắc COVID-19. Cụ thể, bà LKN sinh năm 1966, cùng chồng là ông NVD sinh năm 1960, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, sang tỉnh Preven, Campuchia, làm ruộng gần 32 năm qua. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 5, bà N bị mệt, ngất xỉu nên được ông D đưa về Việt Nam bằng xe máy. Tối ngày 8 tháng 5, kết quả xét nghiệm của ông D và bà N đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Có 3 trường hợp tiếp xúc gần, đang được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Chiều ngày 8 tháng 5, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi hội quân. Huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho thời gian nói chuyện với cả đội khá lâu. Đây cũng chính là lý do khiến cho buổi đầu rèn quân của tướng Park chậm hơn 30 phút so với dự kiến ban đầu. Ở lần hội quân này, đội tuyển Việt Nam có huấn luyện viên thủ môn mới là Nguyễn Thế Anh. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành khá nhiều thời gian để nói chuyện với ba người gác đền gồm Tấn Trường, Văn Phong và Văn Toản. Ở buổi tập này, có 3 cầu thủ phải tập riêng với bác sĩ Choi là Văn Hậu, Trọng Hoàng và Văn Xuân. Riêng với trường hợp của Văn Hậu, ban huấn luyện sẽ không mạo hiểm sử dụng hậu vệ này bởi anh đang trong giai đoạn 3-4 tuần tập luyện thích nghi với đội theo cường độ tăng dần trước khi cho cầu thủ tham gia thi đấu chính thức. Đây là quỹ thời gian quý báu dành cho Hậu vì anh vừa trải qua chấn thương dài hạn, cần thời gian để lấy lại phong độ. Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 5 cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm trong trường hợp khẩn cấp. Với quyết định này của WHO, vaccine của Sinopharm trở thành vaccine COVID-19 thứ 6 trên thế giới được WHO phê chuẩn. Đây cũng là lần đầu tiên WHO cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cho một loại vaccine do Trung Quốc phát triển và bào chế.